cái quả dưa này á, cái âm thanh của nó nghe nó giòn hơn, nó đanh hơn. Đây này. Em đố chị May, làm sao để bảo quản dưa trong vòng 1 tháng mà nó vẫn còn ngon? Quả dưa cả tháng luôn ấy. Ừ. Bình thường dưa khoảng 1-2 tuần thì bảo quản được, ăn nó còn ngon, với cả tháng thì sao ăn nó ngon. Ok, vậy thì lát em sẽ chỉ cho chị. Nói mà chị biết lừa dưa không? Đó, bây giờ chị chỉ em cách lựa dưa đi, lát này em sẽ chỉ chị cách bảo quản. Rồi ok, nay May sẽ chỉ mọi người bí kíp lựa dưa hấu ngon nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn vào cuốn dưa. Cuốn càng cong và khô thì dưa càng ngon, cuốn càng thẳng và xanh thì khả năng cao dưa bị hái quá sớm lúc chưa chín nè. Bí kíp thứ hai là chúng ta sẽ nhìn vào sọc dưa càng rõ thì dưa càng ngon, sọc dưa càng mờ thì dưa dễ bị nhạt nha. Bí kíp thứ ba là nhìn vào đáy quả dưa hay còn gọi là rốn dưa đó. Nếu phần rốn nhỏ thì chứng tỏ quả dưa này có vỏ mỏng, phần ruột cũng đủ độ ngọt. Nếu phần rốn của quả dưa to thì chứng tỏ phần vỏ dưa sẽ dày, ruột nhạt. Vì vậy hãy chọn dưa có phần rốn nhỏ và hơi lõm một chút sẽ tốt nhất nha. Và cái cuối cùng á là lắng nghe âm thanh của quả dưa. Đó, bây giờ nghe âm thanh của hai quả dưa này nha. Đó, cái quả dưa này nè, âm thanh của nó đanh quá, nó giòn quá, nên là nó chưa có được chín lắm, để khoảng 2-3 ngày nữa thì nó mới ngon. Nghe không? Đó. Còn quả dưa này nè, nghe âm thanh của nó trầm, nên quả dưa này nó chín rồi, ăn nó sẽ ngon, nhưng mà cái âm thanh của nó bị trầm quá, hiểu không? Nên là quả dưa này á, nó bị chín quá, nên là ăn nó sẽ không được ngon cho lắm. Để mà chọn một quả dưa ngon á, là nó phải trung hòa giữa hai cái âm thanh này. Nó đừng có quá trầm, nó cũng đừng có quá đanh, quá giòn. Đó thì quả dưa nó mới ngon. Thôi, em nói như chị em cũng không phân biệt được đâu. Cái này chắc phải dùng kinh nghiệm mọi người chứ giờ nói vậy cũng không hình dung như thế nào nữa. Thôi. Mày muốn hình dung mình ra quả dưa á, rõ rồi mày học kinh nghiệm. Rồi ok, vậy chốt lại là ý của chị là cái quả này là nó còn non. Còn cái quả này thì hơi chín sâu quy định. Nó chín quá. Rồi. Chín quá. Đấy. Rồi hai quả này còn là ngọt hơn. Thì hai cái quả này á, cái quả này á nó sẽ ngọt hơn. Rồi, thử nha. Thử cắt nha. Đấy, cắt cho giờ cắt quả nào? Cắt quả đây đi ha. Cắt hai quả luôn. Ok. Lấy rồi đem cho ăn ok được. Em cho ăn sớm. Wow, đỏ. Đẹp quá. Trời. Đang nắng nóng rồi nghe mùi dưa nó thơm. Đó, đó, cái này mà lựa cũng không ngon nè. Nói chung là anh cũng được á. Rồi nha, một cái nha. Rồi. Cái này bỏ qua đây đi cho rộng chỗ. Ừ. Đấy. Hai quả cũng đều giống nhau. Đó, mày thấy tao nói đúng không? À, cái quả dưa này nó chín quá thì nó bị nứt á. Nó bị nứt phải không? À. Còn quả dưa này nó còn non á, nên là nó nhiều, có nhiều đường gân nè. Ừ. Nhiều đường gân xanh á. Rồi ăn đi. Bây giờ thử nha. Ừ. Đó, ăn cái. Bây giờ ăn thử cái ngọt trước đi. Rồi ăn một bên thôi nha. Để còn phần còn lại em cho chứ ăn không thấy đâu. Để nghe. Lấy cái ít đây đi. Tao mày ăn ít thôi. Rồi ok. Lấy cái nhiều cho người ta đi. Đó. Nè múc ăn nha. Ngọt. Ừ. Ngọt quá. Cái này ăn trước 1-2 ngày trước đó, 1-2 ngày nữa này tuyệt vời luôn. Ừ, nó sẽ giòn hơn xíu đúng không? Ừ. Ngọt nha, cái này nha. Trời đời. Trời ơi, dụa chó. Ăn thử cái này. Cái này nó sao sao nó cũng ngọt nhưng mà. Đúng rồi, nó ngọt nhưng mà nó hơi nhạt nhạt. Nó ngọt theo cái vị đó, nó sao sao á. Quá là vị ngọt đậm nè, còn cái vị ngọt. Cái này á, nó không được ngọt lắm, mà nó kiểu như giống là nó bị chín héo á, chín đấy, à. Chín non á. À vậy là có hiểu không? Chắc là nó chưa chín mà người ta đi người ta hái đúng không? Thôi người ta để ngoài nắng đúng không? Ừ. Kiểu là chín non. Cái này nó còn ngọt hơn. Ừ. Yeah, kinh nghiệm dữ. Ừ, dạ dạ. Phải nhìn vào mấy cái tổng thể của dưa mới lựa được quả dưa ngon nha. Ok. Ừ. Rồi bây giờ em sẽ chỉ cho chị cái cách là bảo quản dưa nha. Giờ làm sao bảo quản gần cả tháng trời, cùng lắm 1-2 tuần chứ làm gì có cách đó. Ý là tất nhiên là 1-2 tuần nó sẽ ngon hơn rồi, nhưng mà trong trường hợp mà mình cần phải bảo quản dưa đến 1 tháng mà để trưng hoặc là để này nọ thì mình có trưng tết hả? Mình có thể trưng tết hoặc làm gì đó mà mình để muốn để 1 tháng á mà mình bảo ăn mình ngon á. Ừ, sao thì trước khi mình bổ ra mình phải để nguyên trái nha. Đó, mình ngâm với làm ít nước muối với lại nước á, nước muối ngâm nguyên quả vô đó, để khoảng tầm 30 phút thôi lấy ra thì mình trưng nó sẽ lâu hơn. Bỏ muối nhiều không? Ít thôi, không cần nhiều. Là nước, nó vừa lợ được ấy. Nói chung là nước loãng là được nha.
đừng có bỏ nhiều muối quá. Đó thì muối nó sẽ ngấm vào cái vỏ dưa thì nó sẽ tạo thành một cái lớp đó. Nói chung là nó sẽ ngấm vào vỏ dưa và những cái mà lỗ trên lông của cái quả dưa nó sẽ ngấm vào đó. Nó sẽ tạo thành một cái lớp. Nó sẽ tạo thành một cái lớp bảo vệ. Đó, nên thành ra là nó sẽ bảo quản được lâu hơn. Giống như chuyện muối dưa. Muối dưa giòn. Muối dưa muối còn phải ngon, còn này mình để 30 phút thôi, đừng để lâu quá. Để tốt chưa, làm thử cách mày nói thì coi dưa còn tươi ngon không. Rồi, ok nha. Rồi. Cảm ơn. Mọi người thử làm cái cách bảo quản dưa gần tháng trời của em tươi xem như thế nào nha. Bye bye.